Du khách Brazil từ bỏ quê nhà đến Việt Nam để trả lời câu hỏi vì sao đồ ăn Việt Nam ngon nhưng không có người béo phì. Theo đó, thì anh bạn người Brazil có tên là Eliezer, một thanh niên thích khám phá và du lịch, đã thắc mắc tại sao Việt Nam lại là quốc gia có tỷ lệ người béo phì thấp nhất thế giới, trong khi đất nước của anh ấy con số lên tới 22% dân số bị béo phì. Điều đó có nghĩa là cứ 5 người Brazil thì có một người bị béo phì. Điều này gây tò mò rất lớn cho anh ta. Và một câu hỏi đặt ra là điều gì khiến Việt Nam trở thành quốc gia có ít người béo phì nhất thế giới đến vậy? Vì vậy mà anh ấy đã thực hiện một chuyến đi xa xôi đến tận Việt Nam để tìm hiểu. Sau đây là những gì mà anh ấy đã chứng kiến khi bạn đi bộ trên đường phố. Thứ mà mọi người có thể dễ dàng trông thấy là mọi thứ ở đây đều tươi mới, có vẻ như mọi thứ đều được làm tại nhà. Điều này thật sự khác biệt so với Brazil và Hoa Kỳ. Ví dụ như ở đất nước chúng tôi, rất nhiều thứ bạn ăn hàng ngày đã có sẵn nhiều chất bảo quản bên trong đó, trong khi đó ở đây có vẻ như họ không hoặc rất ít sử dụng chất bảo quản. Và bây giờ sự thật đáng ngạc nhiên nhất đối với tôi là ở Việt Nam chỉ có 17 nhà hàng McDonald's. Đối với đất nước 100 triệu dân thật sự là quá ít so với ở Brazil. Chúng ta có hơn 2.500 cửa hàng McDonald's, những thương hiệu tương tự như King McDonald's, Starbucks cũng đang chịu cảnh thảm hại tại Việt Nam. Bạn chỉ cần hiểu đơn giản rằng ăn đồ ăn địa phương ngon hơn và chắc chắn còn được phục vụ nhanh hơn cả so với đồ ăn nhanh của Mỹ. Chỉ trong khoảng 5 phút, nó đã có sẵn trên bàn của bạn. Nhưng món ăn không hề đắt tiền và cũng rất tốt cho sức khỏe. Điều đó thật tò mò và thú vị làm sao. Vì vậy, nếu bạn muốn sống trong một thế giới đồ ăn lành mạnh và giá rẻ thì hãy đến Việt Nam. Ở đây đặc biệt là rau xanh, nó rất rẻ. Hãy thử tưởng tượng một miếng dưa hấu nặng 250g có giá 6 đô la ở chỗ chúng ta thì ở đây hoàn toàn ngược lại. 1kg dưa hấu còn chưa đến 1 đô la. Đồ lành mạnh là một chuyện và tôi nghĩ nó rẻ hơn chính là yếu tố quan trọng nhất để người dân dễ dàng tiếp cận hơn trong bữa ăn hàng ngày. Đó mới là điều quan trọng. Để người dân ở bất kỳ quốc gia nào đó có được một bữa ăn lành mạnh, tốt cho sức khỏe và Việt Nam chính là nơi mà chúng ta đang cần hướng tới. Các bạn thân mến, trên đây là một số tóm tắt trong câu chuyện của anh chàng Brazil này và ở bên dưới video gốc, rất nhiều khán giả nước họ đã vào bình luận, họ để lại rất nhiều ý kiến thú vị và bất ngờ đối với Việt Nam ta. Sau đây xin mời quý vị cùng xem tiếp video này nhé! Tôi chết lặng khi một lần tới Việt Nam và thấy những người chủ yếu là người Việt Nam đều gầy guộc mà không biết tại sao, và bây giờ tôi đã hiểu tất cả đều hợp lý khi họ ăn uống lành mạnh hơn nhiều so với các quốc gia khác. Tôi thấy ấn tượng trong những chuyến đi đến Việt Nam, ở đó có một sự hòa hợp giữa con người với thiên nhiên. Tại sao một đất nước nhỏ bé với 100 triệu dân và mọi thứ vẫn xanh tươi, thành phố của tôi chỉ mở một siêu thị và họ đã chặt hàng trăm cây xanh chỉ để chúng không che mất bảng quảng cáo phát sáng. Trong khi ở Việt Nam, thành phố xanh tươi, xung quanh con đường xanh tươi, nhiều đồn điền và đa dạng từ chân trời này sang chân trời khác, không thể tưởng tượng được một điều như thế với dân số Brazil. Đây thật sự là khác biệt lớn về văn hóa. Năm 2018, tôi đã dành 3 tháng ở Đông Nam Á để ăn. Thực tế, ở đó chỉ đồ ăn địa phương, tôi đã giảm 7kg mà không hề biết. Ngoài việc đồ ăn rất ngon, ăn đồ ăn địa phương ở những quốc gia này rẻ hơn nhiều. Và cuối cùng, bạn sẽ nổi bật trong nền văn hóa đó. Video rất hay, đi du lịch là thích nghi với môi trường bạn đang trải nghiệm. Bạn đã thấy khối lượng công việc của một số nước châu Á chưa? Có những người làm việc chăm chỉ đến chết hoặc chết vì kiệt sức. Đó là vấn đề văn hóa làm việc của họ. Đối với họ, việc ăn uống thường là một điều gì đó thiêng liêng và đó là lý do tại sao họ tuân theo các quy tắc cùng với đảm bảo chất lượng thực phẩm. Trời ạ, những món ăn Việt Nam này hấp dẫn đến lạ lùng, có vẻ rất ngon. Tôi nóng lòng chờ Eliezer bắt đầu đăng video. Một đất nước rất rẻ cho những người đang sử dụng đồng riu và có nền văn hóa của họ cũng rất khác. Việt Nam mình thấy đẹp quá, các nước nên đầu tư nhiều hơn để thành phố xanh hơn. Các bạn có thể thấy Việt Nam có những nhà sát nhau, nhưng nếu có cây cối thì nó trở nên mềm mại và đẹp hơn. Khác hẳn ở Brazil, nơi mà kiến trúc thì xấu xí, lại không có bất kỳ cây cối nào để trang điểm cho ngôi nhà. Và thêm vào đó là mùi ô nhiễm và phân chó trong không khí. Ở Brazil, chúng tôi ngày càng béo phì, ham vật chất và trớ trêu thay mọi người lại bị ám ảnh bởi thẩm mỹ. Cảm ơn văn hóa của Mỹ đã truyền bá tới đây.
Người Việt quá giỏi, có lần tôi đi trên đường phố ở thành phố Mỹ Tho tìm một quán cà phê có một cái bàn ở rìa vỉa hè. Sau đó có mấy người đang ngồi ăn và uống bia, một trong số họ nhìn thấy tôi, anh ta đã ôm chầm lấy tôi, mời tôi ngồi với họ. Họ cung cấp cho tôi mọi thứ và miễn phí. Tôi đã dành khoảng 30 phút để nói chuyện với người Việt Nam. Tôi sống ở Việt Nam 9 tháng và chỉ trở về Brazil vì đại dịch. Điều tôi sốc nhất và tôi không thấy ai bình luận là sao các thành phố và thị trấn ở Việt Nam đều xanh, đâu đâu cũng có cây cối, tôi thích nó. Tôi đã thay đổi cách nhìn về Việt Nam rất nhiều nhờ các video của bạn. Trước đây tôi vẫn nghĩ đó là một đất nước siêu nghèo và nhiều người ăn xin ở các trung tâm, nhưng bây giờ họ là một đất nước xinh đẹp và có tổ chức cao. Đó là một quốc gia giản dị với những người đàn ông tốt, Việt Nam cũng có nhiều thiên nhiên, thực phẩm tốt cho sức khỏe và những người không thích phô trương kiểu cách. Đó là quan sát của tôi khi thấy người đàn ông cởi trần làm bữa trưa cho anh bạn Eliezer. Từ việc quan sát người đàn ông này cho thấy nhiều thứ khác nữa. Tôi hoàn toàn yêu Việt Nam, tôi thật sự muốn đến đó một ngày nào đó. Việt Nam là một trong những quốc gia tốt nhất ở châu Á. Chúng tôi đã đến đó một vài lần và chúng tôi đang nghĩ đến việc chuyển đến đó sớm khi Việt Nam mở cửa. Nếu bạn có thể, hãy đến Malaysia. Chúng tôi sống ở đó một năm rưỡi và nó có một trong những nền ẩm thực ngon nhất ở Đông Nam Á. Trời ạ, trước khi Eliezer đến Việt Nam, tôi thật sự không biết gì về đất nước đó. Đối với tôi, đó là một đất nước bị lãng quên trên thế giới. Và quả thật bây giờ Việt Nam cho thấy đó là một nơi rất tò mò để khám phá. Thực phẩm lành mạnh thật sự tạo ra sự khác biệt. Xin chúc mừng những người khác đã xem video. Tôi hy vọng nó sẽ truyền cảm hứng cho mọi người trong việc ăn uống tốt hơn. Nó khiến tôi muốn đến thăm Việt Nam có vẻ như một nơi rất yên bình. Tôi thích những video về chuyến đi đến Việt Nam. Thật là một đất nước tuyệt vời, con người tốt, thức ăn tốt cho sức khỏe, thảm thực vật và phong cảnh tuyệt đẹp. Quá tuyệt, có một đất nước mát mẻ để đi du lịch và nghỉ lễ. Và trên hết mọi thứ đều rất rẻ, không quan liêu hay rườm rà về bất cứ điều gì, quá đỉnh. Eliezer, video tuyệt vời, xin chúc mừng. Thật sự yếu tố kinh tế luôn chiếm ưu thế trong các quyết định khi chọn thực phẩm nào để ăn. Tôi không biết nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam có biện pháp nào để cấm hay là đánh thuế các tập đoàn thức ăn nhanh lớn của Mỹ hay không. Nhưng trái cây ở đó thật sự là tuyệt vời. Một dân số khỏe mạnh, tiêu thụ nông nghiệp địa phương, nó giúp lưu thông nền kinh tế của đất nước. Còn có điều gì tốt hơn thế này không? Tôi hầu như không biết gì về Việt Nam trước các video của bạn. Về cơ bản tôi chỉ biết đến Việt Nam về chiến tranh. Nhưng sau khi xem video của bạn, tôi thú nhận rằng tôi yêu đất nước này. Đó có vẻ là một nơi rất tuyệt vời để sống và giàu văn hóa, rất giống với Brazil ở một số phạm vi nhất định. Sự mơ hồ và tò mò khiến tôi rất thích nơi này. Mong chờ những video tiếp theo. Eliezer, cảm ơn bạn đã chia sẻ chuyến đi đến Việt Nam với chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết một chút về đất nước hoàn toàn không được biết đến này. Và nhờ có bạn mà tôi có cơ hội tìm hiểu nó từ xa, cái ôm lớn từ Bồ Đào Nha. Tôi hiện đang ở Việt Nam và một điều về thực phẩm khiến tôi chú ý là họ hoàn toàn không sử dụng phô mai trong đồ ăn. Bánh mì Việt Nam là một loại bánh mì ngon, nhưng bên trong luôn có nhiều rau, đậu phụ, nấm và một ít thịt. Nếu muốn phô mai thì chúng ta phải yêu cầu thêm, nhưng thông thường bạn phải trả thêm phí. Điều này không phổ biến. Tôi yêu các món ăn ở đây, tôi đã rất có động lực từ các video của bạn để làm chiếc ba lô này với kinh phí thấp để đến Việt Nam, thật đáng giá. Tôi chúc mừng video này đã khai sáng cho tôi rất nhiều. Nó đã giới thiệu về văn hóa Việt Nam, đó thật sự là một đất nước đáng kinh ngạc và ít được du khách khám phá. Xin chào, bạn chính là đại sứ Việt Nam, xin tặng huy chương cho kênh của bạn, ngay cả tôi cũng muốn đến thăm Việt Nam. Sau khi xem những video này về Việt Nam, tôi thật sự muốn đến đó. Thật là một nơi tuyệt vời để ăn uống và đi dạo xung quanh. Việt Nam thật là một đất nước xinh đẹp, phong cảnh đẹp, thực phẩm tốt và lành mạnh, và một mức giá phù hợp với túi của bất cứ ai. Tôi muốn đến thăm Việt Nam chủ yếu là vì vẻ đẹp tự nhiên và gạo. Tôi sẽ nhét cơm vào người khi đến đó. Eliezer, tôi thích xem video của bạn. Tôi thật sự thích cuộc sống đơn giản ở Việt Nam. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng các bạn sẽ đạt được điều đó. Tôi chưa bao giờ nghĩ về muốn đến Việt Nam cho đến khi tôi theo dõi câu chuyện này của bạn. Việt Nam thật sự là kỳ quan. Tất cả đều rất đẹp và ấm cúng với những món ăn ngon và tốt cho sức khỏe. Chúc mừng, thần ban phước cho tất cả các bạn.
Tôi nghĩ cách họ ăn mặc rất mát mẻ, rất thoải mái và dễ chịu. Tôi nghĩ nếu tôi đến thăm Việt Nam, tôi sẽ không bao giờ quay lại Brazil nữa. Tôi nhận ra rằng chúng ta có thể ăn mọi thứ trên đời này sau khi xem video của bạn, với một vài trường hợp ngoại lệ. Thật sự để giảm béo bụng là cần phải dung nạp vào cơ thể ít chất đạm, lời chào nồng nhiệt và những chuyến du lịch vui vẻ. Tôi biết rất nhiều về Việt Nam, nhưng Eliezer đã mang đến những nội dung thật sự mới mà bạn chỉ cần đi loanh quanh là có thể xem được. Quy tắc rất đơn giản và rõ ràng mà chúng ta có thể học được từ họ đó là thói quen lành mạnh và ăn uống lành mạnh sẽ có cuộc sống khỏe mạnh. Ở Việt Nam, nếu bạn sinh ra ở đó, bạn nghiêm nhiên có được một mảnh đất để gieo trồng, đó là lý do tại sao rau rẻ hơn nhiều. Video này rất hay, cơm họ ăn là Monster và họ không béo, nhưng chỉ số tiểu đường của người dân rất cao và ở Singapore cũng vậy. Đây là mối quan tâm lớn nhất của chính phủ sau Covid. Khi tôi ở Việt Nam vào năm 1998, điều duy nhất tôi không thích là một con rết to bằng cả cẳng tay trôi qua chăn của tôi vào ban đêm, ngoài ra mọi thứ đều tuyệt vời. Một thực tế mà tôi nhận thấy trong các video từ Việt Nam là những người đàn ông ở đó đều cắt tóc, và giữa họ là anh bạn Eliezer với bộ tóc giả bù xù. Mỗi ngày trôi qua, tôi muốn thấy Brazil phải giống như quốc gia đơn giản và nghèo nhất biết bao. Tôi đang cảm thấy hình mẫu là Việt Nam. Bạn đã nêu một điểm quan trọng ở đầu video. Tất cả thực phẩm đều tươi ngon và điều đó thật sự giúp mọi người ở Việt Nam không gặp vấn đề về béo phì vì họ luôn ăn uống lành mạnh 100%. Nếu bạn nhìn kỹ, ở tất cả các nước châu Á, tỷ lệ béo phì thật sự thấp. Chính vì những yếu tố này, họ ăn mọi thứ tươi sống, mọi thứ được nấu theo yêu cầu. Họ tiêu thụ rất nhiều protein và thịt trắng như cá, gà, v.v. Và bên cạnh đó, mức tiêu thụ rau của họ rất lớn, món nào họ cũng có rau và rau. Ví dụ, một câu chuyện từ một người họ hàng của tôi sống ở Nhật Bản là bạn hiếm khi thấy ai đó béo phì ở đó. Những người châu Á rất dễ vượt qua tuổi 60, 70 bằng cách sống theo lối sống này, vì họ thực tế không mắc các bệnh do thừa cân và thói quen ăn uống không tốt. Eliezer, bạn có thấy người Việt Nam thấp lùn không? Mình cao bằng bạn mà đứng cạnh họ mà có cảm giác bản thân như người khổng lồ, mặc dù 1m80 không cao lắm. Tôi làm việc 6 tháng ở Singapore, tôi phải giữ cái mồm để không béo. Rất nhiều carbon hydrate, nhiều natri và ít protein, cứ tưởng cả châu Á đều giống như Việt Nam, nhưng dù sao Singapore cũng là một bộ sưu tập ẩm thực châu Á. Đây là sự thật, tỷ lệ béo phì ở Brazil đã tăng lên rất nhiều, kể cả ở trẻ em. Bản thân tôi có một đứa em họ 10 tuổi, đã là một quả bóng, nó rất béo. Rõ ràng thức ăn của họ cũng nhẹ hơn, món ăn điển hình giống như súp. Người Brazil chúng tôi ăn những thức ăn nặng hơn, nhiều carbon hydrate, thịt, tất cả đều ở trên một đĩa duy nhất. Cái này mình đã nói trong một video khác của Eliezer về Việt Nam, ở đó ăn gì cũng giảm được cân. Ở Brazil, nếu bạn nói chuyện với chuyên gia dinh dưỡng, ăn 2-3 bát cơm mỗi bữa, họ nói cơm sẽ biến thành đường khiến bạn béo và không tốt cho cơ thể, vậy nó là như thế nào? Anh ơi, cho em hỏi văn hóa châu Á là cơm và gà là thượng phẩm. Anh đã từng đi du lịch bên đó thì cho em hỏi, với một người ăn chay trường như em thì bên đó có đồ ăn gì ngon không anh? Protein, carbon hydrate và rau trong mỗi bữa ăn ở đó có tỷ lệ tốt quá. Theo những gì tôi hiểu, mấy ông Việt Nam này mà cho tập gym thì chỉ có oanh tạc ở Việt Nam thôi. Nhưng món ăn này đỉnh quá. Bạn đã biết, nếu muốn đi du lịch khắp đất nước để giảm cân thì Việt Nam chính là điểm đến. Sự phá sản của Mastit ở Việt Nam là do họ không chấp nhận bán các thực phẩm địa phương trong quầy hàng của mình. Tôi nghĩ họ phát triển hơn chúng ta bởi vì thực phẩm rẻ hơn và mức sống rẻ hơn, vì vậy phải có ít người đói hơn so với nước ta. Đất nước tuyệt vời và tôi nghĩ rằng vài thập kỷ trước Việt Nam đã bị vi phạm nghiêm trọng quyền tự do và dân chủ bởi sự can thiệp của Hoa Kỳ. Tôi cũng nhận thấy một điều, phụ nữ Việt Nam cũng đẹp, cảm giác như là cứ nhìn người sau là lại thấy đẹp hơn người trước. Được rồi, tôi đồng ý rằng ăn uống lành mạnh là quan trọng, nhưng bạn đã quên xem xét đến việc người dân của đất nước này đã vận động bao nhiêu trong một ngày. Có lẽ họ năng động hơn nhiều so với dân số của Hoa Kỳ hoặc Brazil. Thực phẩm không chỉ ảnh hưởng đến cân nặng mà còn cả hoạt động thể chất nữa. Họ ăn nhiều rau xanh và ít mì ống trong bữa ăn, đúng là bữa ăn lành mạnh, tạo ra sự khác biệt. Đồ ăn Việt Nam chứa ít chất bảo quản hơn, tuy nhiên điều đó không có ý nhiều trong việc góp phần vào việc béo phì hay không. Gửi vài người Mỹ sang đó xem họ có thể học hỏi người Việt Nam cách ăn uống lành mạnh không.
Các bạn thân mến, trên đây là những ý kiến của khán giả Brazil khi nói về đồ ăn và phong cách sống của người Việt Nam ta. Mọi người nghĩ sao về những đánh giá ở trên? Hãy để lại bình luận ở bên dưới nhé. Còn bây giờ, mình xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi.